Ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục donate, hay còn gọi là chuyên mục ủng hộ cho kênh của mình. À, thì hôm nay chúng ta sẽ có 2 khay bị kẹp. Đây, thì tất cả là đều là dòng Big Mouth hết nha các bạn. Đây, rất là nhiều cây con. Đây thì những cái cây này mình sẽ bán với giá là 80.000 nha các bạn. 80.000 một chậu. Chậu rất là nhiều cây nha. Tất cả đều đồng idea là Big Mouth hết. Còn bên này thì cây nhỏ hơn nhưng mà cũng đồng giá luôn. Theo mình đánh giá thì cái khay bên này thì nó sẽ nghiêng qua cái lượng cây, mà cây lớn đó các bạn, cây lớn nhiều. Rồi ok, giờ mình sẽ quay cận cảnh từng cây cho các bạn xem nha. Đây, đây các bạn, rất là nhiều cây con nha. Thì thường thường là mình sẽ bán ở trên Shopee. Thì link Shopee của mình thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video. Bạn nào mà có mong muốn ủng hộ cho mình thì các bạn nhấn vào link Shopee. Thì tại đó thì các bài bán của mình là mình đều đánh số từng chậu cho các bạn xem. Ví dụ như là mình đánh số 1, 2, 3, 4 gì đó. Các bạn cứ thích chậu nào các bạn lựa. Các bạn lựa chọn cái mã đó thì mình sẽ đóng gói ship y chang cái chậu đó cho các bạn luôn. Đây, tiếp theo cây này phải không? Thì nói chung là 80.000 cũng mức giá theo mình nhận định là tầm trung, cũng không rẻ quá cũng không mắc quá. Vì thứ nhất là các bạn biết rồi, đợt vừa rồi mình chơi event nó máu meo quá nên thành ra là nó hụt kinh tế. Thì mình cũng xin phép các bạn là mình bán nó giống như là cái mức giá nó tầm trung, nó không quá rẻ mà cũng không quá mắc. Đây, rất là nhiều cây con. Bạn nào mua về các bạn cũng có thể là để nguyên chậu như thế này các bạn trồng, hoặc là các bạn cũng có thể tách ra. Một chậu là mình theo mình đánh giá là cũng mua 3-4 cây chứ không hết đâu, trên 3-4 cây không á. Đây, thì tất cả các chậu này đều đồng giá là 80.000 nha các bạn. Thì các bạn cứ thích chậu nào là các bạn lựa chọn cái mã chậu đó thôi. Đây, mình sẽ qua tiếp cái khay bên này. Thì cái khay bên này là chế nó nghiêng về cái dạng mà cây nó lớn, cây nó đã lớn rồi đó các bạn. Đây, cũng là đồng giá 80.000 luôn nha. Bạn nào thích chậu nào hoặc là muốn ủng hộ cho mình để mà kênh của mình ngày càng phát triển thì các bạn cứ mua ủng hộ, và mình cũng rất là cảm ơn các bạn đang xem cái video này, là chứng tỏ các bạn đang quan tâm tới là việc ủng hộ cho kênh của mình. Đồng giá là 80.000 nha. Khi mà lên Shopee là mình sẽ đánh số, rồi bạn thích chậu nào thì các bạn cứ đặt cái mã đó thôi. Đây, thì ngoài sự góp mặt của những chậu cây bẫy kẹp Big Mouth ở đây thì mình sẽ lên thêm 2 chậu nữa. Đó là chậu Weewood nha các bạn. Hey. Thì Weewood nó cũng nó không có đồng giá 80.000 giống như là những cây Big Mouth đâu. Vì thứ nhất là nó là ID khác. Chứ hôm bữa là cũng có một số bạn thắc mắc, ủa sao Weewood của mình bán nó hơi đắt. Mình cũng suy nghĩ. Mình cũng suy nghĩ lại thì hơi đắt thiệt. Đó. Đợt này mình còn lại 2 chậu nè, thì mình sẽ để mức giá ưu đãi cho các bạn. Chậu này đợt trước là mình bán 220 nè, đợt này thì mình bán cho các bạn 190 thôi. Đó, một mức giá yêu thương nha. Chứ mà cái giá này là theo mình nghĩ là cũng khá là rẻ đấy. Bán giá rẻ cho các bạn nào mà muốn sưu tập luôn. 190. Chậu này thì nó nhỏ hơn nhưng mà nó được cái là không, nó cũng có một cây rồi chắc nó 19 thì chậu này 17 đi ha. Đó, bên này 17 19, chỉ có 2 chậu duy nhất thôi. Thì cái cây Weewood này nó sẽ hơi đặc biệt một xíu, đó là vì cái tính chất mà giá trị nó khá là cao nên mình sẽ không có đăng lên Shopee. Bạn nào mà muốn mà mua cái chậu Weewood này á thì các bạn cứ inbox vào fanpage và mình sẽ ship, nhưng mà với điều kiện đó là mình chỉ nhận chuyển khoản thôi nha các bạn. Giống như là cái mình nhận chuyển khoản qua Momo nè. Momo hoặc là thẻ ngân hàng cũng ok, hoặc là các bạn cũng có thể qua tận vườn mình lấy. Thì hiện tại là mình đã đặt cái điểm định vị trên Google Map, map mình để ở đây nè. Bạn nào mà muốn tra từ đường, các bạn nào mà ở trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh á, các bạn mà muốn qua bên vườn mình để lấy cây trực tiếp đó, thì các bạn cứ tra là Ca Bảo Garden là nó sẽ tự động nó hiện ra thôi.
Rồi, thì hoặc là bạn nào mà ở ngoài các tỉnh thành khác, mình cũng vẫn có thể ship, nhưng mà với điều kiện là mình sẽ ship hỏa tốc luôn. Hỏa tốc thì hình như mình nhớ không lầm là cũng lâu lắm rồi mình không có ship, là đợt mình ship cho một anh trong hội là cũng từ 30 tới 60 ngàn, mình không nhớ rõ vì rất là lâu rồi. Ship hỏa tốc luôn, là giống như là hôm nay mình các bạn đặt là hôm nay, cái hôm sau là mình cỡ chiều hôm sau là các bạn nhận được á. Vì cái tính chất là hàng nó khá là giá cũng khá là cao nên mình xin phép là mình không có đăng lên Shopee. Rồi ok, thì cây Bewood thì nó sẽ hơi đặc biệt một xíu thôi. Đây, quay một vòng cho các bạn xem nha. Cái này thì có vẻ như hình như là nó mới bị cấn cái gì đó nên thành ra bị gãy nè. Các bạn thấy không, gãy nè. Chắc hôm qua gì mình giờ chậu nên nó bị gãy một cái cạnh kẹp non. Đây, quay cận cảnh cho các bạn xem. Chậu này là 57 nha các bạn. Một mức giá cũng tương đối là mềm mại rồi đấy. Bạn nào mà muốn sưu tập thì các bạn có thể mua ủng hộ kênh của mình nha. Với lại các bạn mua ủng hộ là đương nhiên sau này mình sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho các bạn, chứ mà các bạn không phải là kiểu các bạn ủng hộ xong rồi mình ngó lơ các bạn đâu. Ok. Tạm thời dời hai bé Wewood qua và chúng ta sẽ tiếp tục với hàng cây nắp ấm nha các bạn. Có bẫy kẹp là đương nhiên là mình sẽ lên thêm một vài cây nắp ấm nữa để mà cho các bạn đổ bộ, giống như là các bạn muốn mua một chậu bẫy kẹp, một chậu nắp ấm mà các bạn không phải là đi qua shop này mua chậu cây bẫy kẹp rồi đi quay lại shop mình đi mua chậu cây nắp ấm. Rồi ok. Đây là những cái chậu cây nắp ấm đợt này mình sẽ lên. Thì đợt này là mình sẽ lên những cái cây mini nhỏ nhỏ thôi để mà dễ ship các bạn, vì cây lớn quá thì mình sẽ lên sau. Nói chung là cái cây lớn thì mình sẽ có cái chế độ ship riêng. Thì bạn nào mà tin ý á, là các bạn biết là những cái cây này nó đã đợt vừa rồi á, mình cũng đã lấy mình chơi event luôn đấy, là mình trong event mình cũng đã nói rằng là những cái cây này nó rất là xịn sò, nó không phải là hàng cây thường nha các bạn. Thì idea của những cái cây này là hút Miracle live với lại Viking Am nha các bạn. Hút Miracle live với lại Viking Am. Đây, ok, giờ mình sẽ quay từng chậu cho các bạn xem nha. Quên nữa, phải nói giá chứ. Thì tất cả những chậu này đồng giá là 100 ngàn một chậu nha các bạn. Thì đương nhiên là cái giống cây này nó, các bạn không thể nào mà đi so sánh với lại những cái cây mà bình dân, ví dụ như là Micam hay là Campos, vì những cái dòng cây đó nó khoảng chừng có từ 30 ngàn tới 50 ngàn thôi. Còn những cái cây này tuy là kích thước nó nhỏ thôi, nhưng mà nhỏ nhưng có vỏ nha các bạn. Đây, thì tất cả là nếu như các bạn để ý rằng là đa số những cái cây hiện tại mình đang để ở đây là đều không có ấm. Vì thứ nhất các bạn biết rồi, là đợt trước mình cũng đã lên mình nói rằng là những cái cây này mình không có bán, nhưng mà thôi hôm nay bấm bụng vì thứ nhất là cũng khá là nhiều bạn yêu cầu mình lên cái cây này để mà các bạn mua ủng hộ ấy. 100 ngàn cây. Đây thì nói chung là cái này là hàng giao hàng nha các bạn, không có cây nào giống cây nào hết, hoặc là chỉ có một cây duy nhất trên đời thôi nha. Bạn nào mà nhanh tay thì các bạn gom về, sau này biết đâu thành cây chấn vườn của các bạn sao. Đây, mình quay từng chậu cho các bạn xem. Thì khi mà lên Shopee đó là mình sẽ để mã số từng chậu để mà các bạn dễ theo dõi và các bạn lựa chọn nha. Hút Miracle Live với lại Viking Am full đen. Thì mình sẽ để cái hình cây bố và cây mẹ ở đây nha. Thì cái cây bên trái của các bạn đang xem là cái cây mẹ, và cái cây bên phải là cây bố. Đây, chúng ta tiếp tục ngắm nhìn những bé đợt này lên hàng, đồng giá là 100 ngàn một chậu nha các bạn. Đồng giá thôi. Chứ mà bây giờ gì nếu giờ xét theo riêng là mình sẽ đánh giá là cái chậu này là giá nó sẽ cao hơn chậu này. Thì đặc điểm của cái dòng lai này là các bạn sẽ thấy là trên cái lá nó sẽ có đốm đỏ như thế này nè, rất là đẹp nha.
100 ngàn một chậu. Theo mình đánh giá một mức giá cực kỳ rẻ luôn nha các bạn. Đó. Vì cái dòng, thì nếu như bạn nào mà hay theo dõi trên những cái hội nhóm là các bạn biết là trên anh em hay bán những cái dòng mà cũng lá đen đen vậy. Đó. Nhưng mà không phải nha, thường thường mà mọi người hay bán là mình để ý rằng là anh em hay bán là Viking Arm Black Miracle hay là gì đó. Còn của mình là Hút nha các bạn. Hút Miracle thì hiện tại cái cây Hút Miracle này của mình là theo mình thấy là chỉ có một mình giữ thôi á. Nên thành ra là cái dòng line này rất là đặc biệt, các bạn cũng không nên là giống như là kiểu so sánh quá chung chung. Đó. Tuy là vì thứ nhất là những cái dòng nào mà line với có cái tên mà Miracle đó là nó đều có đặc điểm chung. Nhưng những cái ID line nó mới quyết định nha các bạn. Bạn nào mà yêu thích thì có thể là mua ủng hộ cho kênh của mình. Đây, cái cuối cùng cũng là cái cây to nhất. Bạn nào nhanh tay thì có thể sở hữu nha. À, có ấm to luôn nè. Trời, đề 100 ngàn theo mình thấy là quá rẻ luôn mọi người. À, có ấm luôn nè. Bạn nào mà thích cái ấm này thì có thể kia nha. Đây, quay cận cảnh toàn cây cho các bạn xem. Đó, thì những cái chậu này là đều là chậu 5x5cm hết nha các bạn. À, chậu 5x5cm. À, nãy giờ quên nữa các bạn. Quên nói là thường thường là những cái chậu vườn mình xài là mình đều xài là 5 chậu 5cm hết. Cho nó dễ, nó đồng đều kích cỡ nhau. Các bạn dễ có thể hình dung. Với lại các bạn muốn mà giống như là muốn tưởng tượng, các bạn không tưởng tượng được cái kích cỡ cây nó như thế nào thì các bạn cứ lấy một mảnh giấy, các bạn kẻ một cái chậu hình vuông, cạnh là 5cm là các bạn sẽ biết là cái cây nó bự tới cỡ nào. Chứ mà bây giờ là lên hình là đương nhiên là cái cây nó rất là bự. Các bạn đang xem mình quay nè, nhìn cái cây bự lắm. Nhưng mà khi mà ship tới thì các bạn sẽ hơi thất vọng vì cái cây nó hơi nhỏ. Theo như kỳ vọng của các bạn, vì cái này là mình cái mùa nào mà mình lên hàng đều bị hết các bạn. Các bạn xem trên video của mình thì rất là bự, và khi mà các bạn nhận được hàng thì cái cây nó nhỏ xíu. Mình đều có nêu rõ ràng hết rồi nha mọi người, chứ mà mình không phải là kiểu buôn bán không có tâm. Rồi, ok, đây là cái cây nắp ấm cuối cùng của đợt này. Đây, rồi, ok. Thì video mà đợt này là mình lên hàng nó cũng sẽ ngắn ngắn như thế này thôi mọi người, chứ mà không quá dài. Rồi, ok. Thì cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình cũng giống như là những đợt hàng khác. Với lại sẵn đang bán hàng thì thôi spoil cho các bạn luôn là cỡ khoảng tầm tết á, gần tết mà tết tây ổ tết ta của mình chứ, là mình sẽ có một đợt hạt nắp ấm nha mọi người. Rất là nhiều cây của mình ra bông, thì bạn nào mà hôm bữa là xem cái video quay kia của mình là các bạn cũng biết rồi, là thì á theo dự định cỡ khoảng gần tết là nó sẽ chín. Nó sẽ chín. Sẵn spoil cho các bạn luôn, bạn nào mà yêu thích gieo hạt nắp ấm thì các bạn cũng có thể là chuẩn bị lúa gạo gì đấy. thì nói chung là cái nếu như là các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể ủng hộ mình, và đợt đó mình cũng sẽ có một số event nho nhỏ tặng hạt luôn. Rồi ok, spoil cho các bạn nho nhỏ chút xíu vậy thôi các bạn. Rồi ok, và cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình giống như những đợt hàng khác. Với lại vì đợt vừa rồi là mình gặp sự cố khá là nhiều với những đơn vị vận chuyển mà giống như là mình không có ít xài, ví dụ như là VN Boss nè, hoặc là Shopee Express gì đó, là dính những cái đơn và đó vào cái đơn bị vận chuyển đó là coi như là tạch. Họ ngâm rất hàng rất là lâu, nên đợt này mình sẽ chủ động mình rút ngắn, giống như mình rút những cái đơn vị vận chuyển nào mà mình không tin cậy hoặc là họ ship lâu quá, để mà các bạn có thể là nhận hàng sớm nhất. Với lại đợt vừa rồi mình nói chung là mình cũng hư cây khá là nhiều, vì họ ship hai tuần chưa nhận được hàng nha mọi người, 14 ngày luôn chưa nhận được hàng. Thì nếu như các bạn mà gặp tình trạng như thế thì các bạn cứ giống như là trả hàng về thôi, không có vấn đề gì phải lăng tăng gì cả. Rồi ok, thì nói chung là
không ai mong muốn cái việc đó xảy ra cả, ngay cả mình luôn. Vì thứ nhất là hàng về là đương nhiên là mình sẽ dưỡng lại, hoặc là cái cây đó nó bay màu luôn thì mình sẽ mất cây. Rồi ok, và mình sẽ kết thúc video tại đây, cũng cảm ơn các bạn đã đang xem video của mình nha. Bye bye.